dốc cao khá là nguy hiểm, rớt vào là đây hết mới. Rớt lại không đóng, hay còn rớt. Lên dốc hẳn quá rồi rớt xuống. Rớt nữa đó. Chiếc máy kéo đó lái bằng cái vô lăng. Chỉ trừ giờ cháy rất là hay thôi các bạn.
mấy cái bào này là mấy cái bào gớt kéo cấp máy nãy các bạn, kéo lên dốc đó, rồi nó xệ xuống rồi giờ đẩy lên đem lên lại. Tắt máy luôn rồi. Ta mệt rồi mà còn gớt lên liền lên liền xuống nữa. Kêu bực bực trời, giờ này cũng hơi tối rồi, cái hình ảnh nó hơi kém chất lượng, các bạn cũng thông cảm cho mình nha.